muối hộp đó anh Tèo. Nhìn rất mê anh em ơi, sắp thu hoạch rồi. Lúa này có khả năng là vô tấn nha các bạn. OM18. Và cái lúa này thì đã bán giá 7.000 nha các bạn. Lúa này của chú Út mình thì mình đánh giá năng suất là cao hơn lúa của ba mình nha các bạn, năng suất cao hơn. Quá đẹp. Nói chung mà lúa nó sạc ra là lúa trúng nha các bạn. Ngồi mình lúa mà nó không có bông, nó không sàn ra là nó nhẹ, cái độ chắc nó không cao các bạn. Điên này nè anh ơi. Quá mê anh em ơi, quá đẹp. Lúa này tắn xì giò anh Tèo ơi. Không lại câu cô bác hai không lại chú. Dạ. Khả năng là đạt của chú mình đạt 1 tấn trên 1 công tầm lớn là chắc chắn nha các bạn. Theo cái tầm nhìn mà quen mắt của mình đó là lúa của chú mình là có thể là được 1 tấn trong 1 công tầm lớn. Theo anh em là dự đoán của mình có khả năng đạt được không các bạn? Rồi, mà anh em bình luận ở phía dưới video nha các bạn. Rồi, chào anh em và các bạn.